Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia chiều nay tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế doanh nghiệp hàng đầu của Australia trong các lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất, phân phối lương thực. Thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn đã và đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, luôn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư. Tiếp lãnh đạo công ty Corio thuộc tập đoàn Macquarie, tập đoàn tài chính đa ngành đa quốc gia, đang mong muốn đầu tư phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi Việt Nam. Thủ tướng cho biết năm 2023, Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch điện 8, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án điện, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng đề nghị công ty phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác liên quan phía Việt Nam triển khai các bước để dự án sớm trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng đặc biệt lưu ý các bên cần nghiên cứu kỹ các khía cạnh về tính khả thi của dự án, nhất là về giá thành sản xuất và thị trường tiêu thụ điện. Đề nghị Corio chuyển giao công nghệ công nghiệp điện gió cho Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp có kinh nghiệm năng lực của Việt Nam như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để giảm giá thành sản xuất. Tiếp ông Ian Jeffrey Gendel, Chủ tịch Tập đoàn ASM, tập đoàn mới nổi của Australia trong lĩnh vực khai khoáng, đang muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có trữ lượng và chủng loại khoáng sản tương đối lớn và đang xây dựng quy hoạch lựa chọn các đối tác để đầu tư phát triển ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn nghiên cứu xây dựng dự án khai thác chế biến sâu khoáng sản tại Việt Nam mang tính khả thi hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, đồng thời chuyển giao công nghệ khai thác chế biến khoáng sản cho Việt Nam, hỗ trợ tham vấn và cùng Việt Nam tham gia phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản kim loại toàn cầu. Cũng trên tinh thần phải khai thác, chế biến sâu và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Trong cuộc tiếp ông Oliver Kleihemper, Chủ tịch tập đoàn EQ Resources, tập đoàn hàng đầu Australia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối Wolfram, Thủ tướng yêu cầu tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác liên quan, triển khai theo đúng quy định, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Sunrise, tập đoàn sản xuất phân phối gạo lớn nhất Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh, sản xuất sạch, nhất là trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn Sunrise đã triển khai các dự án tại Việt Nam và hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tiếp tục hỗ trợ nông dân Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, tìm kiếm đối tác Việt Nam để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất, hỗ trợ và cùng Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tư vấn và tham gia cùng Việt Nam triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển ngành thực phẩm Hà Lan và đầu tư vào các ngành thủy hải sản, trái cây tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã tham quan mô hình dự án hydrogen tại Australia của tập đoàn SK Hàn Quốc, đang mong muốn đầu tư dự án khai thác khí LNG và sản xuất hydrogen tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao kế hoạch đầu tư của SK phù hợp với chủ trương của Việt Nam. Thủ tướng lưu ý Việt Nam có lợi thế và có kinh nghiệm trong công nghiệp khai thác khí, dầu khí và có trữ lượng khí lớn. Việt Nam ưu tiên các dự án khai thác khí LNG phục vụ cho sản xuất điện, sau đó sẽ phục vụ sản xuất hydrogen. Hiện cũng có nhiều tập đoàn muốn hợp tác đầu tư và Việt Nam sẽ lựa chọn tôn trọng cơ chế thị trường, quy luật cạnh tranh. Thủ tướng đề nghị tập đoàn SK phối hợp với các đối tác Việt Nam có kinh nghiệm và tiềm lực, khẩn trương chuẩn bị dự án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề nghị SK xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Chiều nay 8 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại nhà Quốc hội nhằm trao đổi về quan hệ hai đảng, hai nước và cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những bước tiến triển trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua và chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tới đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước thành công rất tốt đẹp và những kết quả đặc biệt quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, nhất là việc hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đại sứ Hùng Ba đánh giá cao quan hệ Quốc hội Việt Nam và nhân đại toàn quốc Trung Quốc phát triển tốt đẹp trong thời gian vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết về Việt Nam và quan hệ hai nước,
Đồng chí đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, góp phần thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, cụ thể hóa các thành quả mới, nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đưa quan hệ hai đảng hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, tốt đẹp và bền vững lâu dài. Thực hiện theo kế hoạch công tác, chiều ngày 8 tháng 3, tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập làm trưởng đoàn đã có cuộc họp với Ban Kinh tế Trung ương. Trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu thiết thực nhằm góp phần vào công tác xây dựng văn kiện Đại hội 14, các đại biểu đã tập trung đánh giá khái quát về sự phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, làm rõ bối cảnh phát triển mới, cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra, xác định định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, trong thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục chủ động, ưu tiên tham gia đóng góp cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, tập trung vào những vấn đề lý luận thực tiễn mới, mang tầm quan điểm định hướng chiến lược, chú trọng đến các vấn đề như động lực và nguồn lực cho phát triển, việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Học viện Quân y, đơn vị 3 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị hàng đầu của quân đội và cả nước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham dự. 75 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ học viện đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Học viện Quân y trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu y học và y học quân sự, có uy tín trong quân đội và cả nước. Sau 75 năm phát triển mạnh mẽ, hiện nay Học viện Quân y là một trong những đơn vị đi đầu về đào tạo sau đại học, đứng thứ hai trong các trường y dược của cả nước về số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học. Học viện Quân y tự hào là một trong những cơ sở y tế nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều tinh hoa của y học cổ truyền, nhiều kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật tiên tiến của y học thế giới như nội soi trong chẩn đoán và điều trị, kỹ thuật can thiệp mạch, duy trì và nâng cao kỹ thuật ghép tạng, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy tế bào gốc, cấp cứu, điều trị bỏng. Học viện Quân y luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người ở Việt Nam như ghép thận năm 1992, ghép gan năm 2004, ghép tim năm 2010, ghép đa tạng tụy thận năm 2014 và ghép phổi năm 2017. Thành công trong thực hiện các ca ghép tạng trên người đầu tiên tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng và là những đóng góp không nhỏ của chúng ta cho sự nghiệp phát triển của nền y học nước nhà, mà chiến công đầu thuộc về các thầy thuốc của Học viện Quân y. Với những thành tích nổi bật, Học viện Quân y đã vinh dự được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị các bộ, ngành địa phương cần triển khai quyết liệt hơn, chủ động hơn, nhanh hơn các nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua, các địa phương, các bộ ngành cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi. Kết quả giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong năm 2023 đạt khoảng 61,5%. Trong 2 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương ước đạt 15%. Tuy nhiên, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp, việc đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tại một số địa phương còn lúng túng, hệ thống xử lý nước thải tập trung của một số cụm công nghiệp đô thị chưa đồng bộ, chưa được quan tâm đúng mức.
đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh, thành phố rà soát lại các văn bản liên quan để đề xuất, tham mưu sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Các bộ có văn bản trả lời cụ thể các vấn đề mà một số địa phương đã nêu, thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình và các khó khăn vướng mắc về trung ương để kịp thời tháo gỡ. Triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Chiều nay, đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội, nghị quyết số 11 của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có sự phục hồi và phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP có mức tăng trưởng cao, các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh ghi nhận tỉnh Sóc Trăng đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội. Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, Sóc Trăng luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Trên cơ sở tại buổi làm việc, đoàn giám sát xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu triển khai không ngừng nỗ lực trong việc tìm kiếm, mở rộng hợp tác với trường, viện, doanh nghiệp, chuyển giao trong và ngoài nước. Nghiên cứu đề tài, dự án nhằm tạo ra sản phẩm nghiên cứu có hàm lượng chất xám công nghệ cao. Trung tâm đã xây dựng được thương hiệu thông qua hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao, thực hiện được vai trò là đơn vị nghiên cứu triển khai hàng đầu về khoa học công nghệ. Trung tâm nghiên cứu triển khai sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững, vận dụng tốt các chính sách ưu đãi về khoa học công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước để đầu tư nâng cấp cơ sở trang thiết bị, thu hút người tài, phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển những công nghệ hàng đầu, mang tính dẫn dắt trong giai đoạn tới. Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022. Hôm nay tại Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và khai giảng khóa đào tạo thiết kế vi mạch tại Đà Nẵng. Tại hội thảo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác gồm 7 nội dung tập trung về công tác đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn trong nhà trường, cũng như chia sẻ mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Dịp này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Quỹ Châu Á cũng đã tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thiết kế vi mạch cho giảng viên và sinh viên năm cuối các ngành liên quan của các trường khoa học kỹ thuật tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, thực hiện xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Cà Mau vừa cho biết do ảnh hưởng của hạn hán làm thiếu nước cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hàng ngàn người dân đang phải chịu cảnh thiếu nước ngọt để sử dụng. Một số hộ dân phải mua nước từ các ghe với giá từ 40 đến 50 nghìn đồng một mét khối. Tính đến nay, đã có hơn 3.000 hộ dân sống trong khu vực nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt hàng ngày. Những khu thiếu nước thường do không có hệ thống nước nối mạng hoặc không khoan giếng ngầm được. Riêng tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, có 1.847 hộ dân, nhưng đã có đến hơn 450 hộ thiếu nước sinh hoạt. Để có được nước, họ phải mua từ các ghe chở nước với giá từ 40 đến 50 ngàn đồng trên mét khối. Trong thời gian qua, người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa dự trữ lại để sử dụng dần, vì không thể khoan giếng ngầm được do mạch nước ngầm bị phèn và mặn. Từ lâu, người dân khu vực này mong muốn ngành chức năng tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung để phục vụ trong sinh hoạt, nhưng đến nay chưa thành hiện thực.
Thưa quý vị, triển khai kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 ngày 29 tháng 9 năm 2023 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vẫn còn khó khăn do xung đột với các quy định hiện hành. Thực tế cho thấy để triển khai hiệu quả kết luận số 14 cần xem xét, nghiên cứu đến việc sửa đổi, bổ sung luật và quy định. Câu chuyện điển hình được dư luận dành nhiều sự quan tâm thời gian qua là trường hợp ông Nguyễn Thành Xanh, cựu giám đốc CDC tỉnh Bình Dương được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Mặc dù ông mắc sai phạm trong đấu thầu để mua sắm vật tư y tế của công ty Việt Á, gây thiệt hại cho nhà nước 55,7 tỷ đồng, nhưng nguyên nhân của sai phạm lại do tinh thần dám nghĩ dám làm. Trong hoàn cảnh bất thường, ông Xanh buộc phải vi phạm quy định hiện hành để kịp thời ngăn chặn đại dịch. Sau đó nhiều lần được công ty Việt Á liên hệ tặng quà hàng tỷ đồng, ông đều kiên quyết từ chối. Tòa án ra quyết định là miễn trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Thành Danh, tôi nghĩ là chắc là đúng với tinh thần kết luận 14 của anh chị. Như vậy là cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Trường hợp này ông Nguyễn Thành Danh là quá rõ, đúng không ạ? Như vậy là vì câu chuyện phòng chống dịch mà ông là mượn trang thiết bị y tế sinh phẩm rồi kit test của Việt Á, và sau này vì mượn thì là phải trả lại, thì hợp thức hóa câu chuyện đấu thầu đi, vi phạm các quy định về đấu thầu nhưng vì lợi ích chung và đặc biệt là vô tư, không vì lợi ích, không nhận quà, không nhận tiền nọ tiền kia của Việt Á. Như vậy, trong những hoàn cảnh bất thường, cán bộ có thể rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không thực hiện thì không thể hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Còn nếu quyết tâm thực hiện thì phải vi phạm quy định hiện hành. Đây chính là một nút thắt lớn khiến cán bộ e ngại, không dám nghĩ, không dám làm. Như luật cán bộ công chức, không có quy định nào cụ thể trong kiểu này. Rồi bộ luật hình sự nói trách nhiệm. Vậy thì anh như trường hợp của ông Nguyễn Thành Danh thì bảo là theo nghị định này là miễn đi, miễn trách nhiệm hình sự đi. Nhưng bộ luật hình sự là quy định các điều khoản, các tình tiết nó rất rõ ràng. Thế chúng ta thấy là với Nghị định 73 ra được đáng quý, nhưng chúng ta phải suy nghĩ cái việc là nó có tính áp dụng chung được trong cả hệ thống của chúng ta, là chúng ta phải nghĩ đến là cần phải xem xét để nghiên cứu sửa đổi thành một cái văn bản pháp luật ở cái tầm cao hơn. Trong tương lai gần là tính đến nâng lên thành một cái điều khoản pháp lý, thì mỗi cơ quan đơn vị, cá nhân tôi cho rằng là mỗi cơ quan đơn vị cũng phải nghiên cứu để chi tiết hóa hơn nữa thành các quy định, các hướng dẫn của cơ quan đơn vị nó phù hợp với cái đặc thù, đặc điểm của cơ quan đơn vị mình. Khi đó, các cái quy định đó mới cái tinh thần về khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm mới có thể thẩm thấu và lan tỏa đến mọi thành viên trong cơ quan đơn vị. Và từ đó chúng ta có thể kỳ vọng về những chuyển động trong hành động thực tế của từng cá nhân. Thực tiễn cho thấy, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương và địa phương cần tập trung rà soát kịp thời ban hành các văn bản pháp lý cần thiết một cách đồng bộ, thống nhất, đầy đủ để thúc đẩy cán bộ, nhất là người đứng đầu nêu gương, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nguyên tắc là vướng ở cấp nào thì cấp đấy cho chủ trương và vướng ở văn bản nào thì do chính cơ quan ban hành ra văn bản đó sửa đổi, tháo gỡ hoặc cho chủ trương thực hiện. Trên cơ sở đó, nội dung nào tháo gỡ được ngay thì tiến hành sửa ngay, nội dung nào cần thêm thời gian để đánh giá thì cho tiến hành thí điểm trước.